Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử TikTok Quyền Leo Daily là ai. Hé lộ thu nhập khủng từ livestream bán hàng. Chưa kết phiên livestream đã thu về hơn 72 tỷ đồng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily khiến netizen tò mò danh tính. Quyền và Leo là kênh TikTok đang gây sốt trên mạng xã hội sau màn livestream bán hàng thu về hơn 72 tỷ đồng sau 12 tiếng. Được biết, chủ nhân của kênh TikTok Quyền và Leo là vợ chồng anh Lã Quốc Quyền và chị Nguyễn Lan Anh, bé bánh bao, tên thật là Lã Ngọc Cát Tiên. Hiện tại, kênh TikTok của cặp đôi này có hơn 4 triệu người theo dõi, hơn 88,5 triệu lượt thích và rất nhiều video triệu view. Nhờ chia sẻ những video hài hước, dí dỏm qua những clip có nội dung hết sức giản dị, kênh TikTok này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Vừa qua, kênh TikTok có tên Quyền Leo Daily đã tổ chức phiên bán hàng trực tuyến qua phương thức livestream kéo dài hơn 12 tiếng thu về doanh số khủng khiến dân tình choáng ngợp. Kiếm tiền tỷ trong vài phút, sau khoảng hơn 12 tiếng đồng hồ livestream thì số tiền thu về là hơn 72 tỷ đồng, đủ để mua đến 2 căn biệt thự. Trên kênh livestream của mình, Quyền Leo Daily cũng liên tục cập nhật doanh thu thay đổi theo từng phút. Phiên livestream thu hút hàng chục nghìn lượt xem, duy trì lượt tương tác cao, có thời điểm đạt hơn 26.000 người xem nhờ hàng loạt ưu đãi khủng. Với 95 sản phẩm và sự góp mặt của 50 thương hiệu thuộc nhiều ngành hàng như mỹ phẩm, đồ gia dụng, trang sức, đồ điện tử, FMCG, thời trang. Quyền Leo Daily là người livestream chính, cùng với đó là các khách mời hot từ TikTok như Long Chun, Ngọc Nguyễn. Bộ đôi quyền lực Quyền và Leo không ai khác chính là ba mẹ của bé bánh bao và bánh mì. Họ tên thật là Nguyễn Lan Anh, sinh năm 1992 ở Nam Định, và Lã Quốc Quyền, sinh năm 1995 ở Hà Nội. Với những ai thường xuyên lướt mạng xã hội, chắc hẳn không còn xa lạ gì với bé bánh bao, tên thật là Lã Ngọc Cát Tiên, sinh năm 2019, từng làm mưa làm gió vì những bộ ảnh siêu dễ thương. Chính vì thế, nội dung trên kênh Quyền và Leo chủ yếu xoay quanh các hoạt động hàng ngày của gia đình như nấu ăn, du lịch và chăm sóc con cái. Hình ảnh thường thấy nhất vẫn là bố Quyền và bé bánh bao, sau này thì có thêm bé bánh mì. Trước khi có phiên livestream 12 tiếng thu về hơn 70 tỷ đồng này, gia đình Quyền Leo cũng thường xuyên cập nhật các kỷ lục livestream của mình như thu 1 tỷ đồng trong vòng 15 phút, gần 13 tỷ đồng sau 8 tiếng, 22 tỷ sau 12 tiếng livestream liên tục. Đây đều là những con số mà bất cứ người nào cũng muốn đạt được khi theo đuổi con đường livestream bán hàng. Nếu thường xuyên theo dõi kênh TikTok của gia đình Quyền và Leo, chắc hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với tiếng gọi Leo ơi trong các clip nấu ăn dạo gần đây của anh chồng Quyền. Tuy chỉ là câu chào thường ngày, nhưng chính sự chân thực này lại khiến người xem cảm thấy thân thuộc và gần gũi hơn mỗi khi xem clip. Với vợ chồng anh Quyền, mỗi ngày được ở bên gia đình, cùng nhau chăm sóc con gái chính là điều khiến anh chị cảm thấy hạnh phúc nhất. Vậy nên, khi được hỏi về lý do lập kênh, chị Lan Anh có chia sẻ rằng cuộc sống thường ngày của tôi có rất nhiều điều vui vẻ và ý nghĩa. Vì để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ấy, tôi đã lập ra kênh TikTok Quyền và Leo để ghi lại và coi như đó là nhật ký chung của cả gia đình. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.